Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đón tuổi 74 tại Mỹ, hé lộ về cuộc hôn nhân 54 năm. Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tổ chức tiệc sinh nhật tại Mỹ. Ông chính thức bước sang tuổi 74. Đến chung vui cùng gia đình là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phượng Liên, Phượng Mai, Trang Thanh Lan. Tại sự kiện, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc xúc động khi nhận được lời chúc tốt đẹp kèm những món quà ý nghĩa từ người thân, bạn bè. Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ mình hàng chục năm qua. Đặc biệt, nam nghệ sĩ khiến quan khách xúc động khi nhắn nhủ điều đặc biệt với bạn đời. Ông bộc bạch: "Tôi cảm ơn bà xã của tôi vì đã là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Bây giờ tôi không muốn gọi vợ bằng bà nữa, mà chuyển sang gọi là cô Thu Thủy. Cô ấy đã yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho tôi cả cuộc đời. Không có tình nghĩa nào để cân đo đong đếm được hết. Không có lời cảm ơn nào cân đo đong đếm được hết." Hơn 54 năm bên nhau, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, cô Thu Thủy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam diễn viên nói ông biết ơn và suốt đời không quên tấm chân tình mà người vợ dành cho mình. Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc xúc động chia sẻ: "Trước ngày sinh nhật, vợ có hỏi tôi muốn được tặng gì. Giờ đây, tôi muốn nói rằng tôi cần gì nữa khi cô ấy đã tặng cả cuộc đời cho mình. Từ lúc mười mấy tuổi yêu nhau, sau đó đám cưới thì sinh liền tù tì 4 đứa trong 4 năm. Cô ấy cũng một tay nuôi dạy con cái đến khi trưởng thành." Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc hiện đã bước sang tuổi 74. Ông có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khi sống cùng vợ và vợ chồng con gái út. Từng chia sẻ với báo giới về kế hoạch dưỡng già, nam nghệ sĩ nói ông không quan trọng sống ở đâu, miễn được gần gũi bên gia đình. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 74 của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Chúc ông vui vẻ, an yên và hạnh phúc.